Trước khi nổi tiếng, ít ai biết Quá Quý có một quá khứ nghèo khổ, lớn lên tại khu ở chuột. Từ bé do gia đình không đủ ăn, đủ mặc, anh phải sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam rapper Quá Quý lúc 17-18 tuổi đang khiến rap fan không khỏi bồi hồi. Đoạn clip lúc này ghi lại cảnh Quá Quý vẫn đang khoác lên mình đồng phục học sinh nhưng đã phải lăn lộn kiếm sống ở khu lao động và cũng ấp ủ niềm đam mê với nhạc rap. Quá Quý tiếp cận hip hop từ rất sớm và đã dự thi các sự kiện hoạt động văn hóa đường phố khác như duet đàn, vẽ graffiti trước khi đến với rap. Từ nhỏ ba mẹ Quá Quý đã không sống cùng con của mình mà họ phải đi làm ăn xa. Anh và em trai mình đã sống nương nhờ dì cậu tại quận 5 trong một khu phố nghèo nhiều tệ nạn. Có lẽ với việc sớm tiếp xúc với cuộc sống đa dạng, phong phú ấy đã tôi luyện tâm hồn, cách sống của anh rất nhiều, giúp Quá Quý đẩy vẻ bụi bặm và chất riêng đường phố như hiện tại. Quá Quý cũng đã gắn bó với hoạt động nghệ thuật đương đại 10 năm liền, có không ít các tác phẩm gây được tiếng vang. Năm 2006, Quá Quý tham gia nhóm Sao Gân rồi sau đó, anh bắt đầu tách ra solo vào năm 2008. Đến năm 2010, anh dần được nhiều người biết đến khi kết hợp cùng Kazik và ra mắt hai ca khúc Hai Thế Giới, Khu Tao Sống. Sau đó là bản rap Một Điếu nổi tiếng do chính anh sáng tác, thể hiện. Đó là thời điểm mà văn hóa hip hop cũng như nhạc rap vẫn còn là điều gì đó hết sức xa lạ, thậm chí cấm kỵ trong mắt công chúng. Đoạn clip của nhiều năm trước có phần đoạn đặc biệt xúc động khi Quá Quý chỉ là một cậu bé, thể hiện sự quyết tâm, ước mơ một ngày nào đó sẽ trở nên nổi tiếng với tuyên bố, cái tên của thằng nhóc đó nhắc tới là phải biết đến nó, như một ước ao về việc được nổi tiếng và được công nhận. Và có thể thấy sau nhiều năm, ước mơ ấy đã trở thành sự thật khi Quá Quý đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ đặt nền tảng cho nhạc rap tại Việt Nam, được rap fan đặt danh xưng lão đại và trở thành một trong bốn huấn luyện viên của rap Việt, show truyền hình hot nhất trong năm 2020 lẫn 2021. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip đã đồng loạt quay xe, ra sức bênh vực lão đại trước loạt chỉ trích về thái độ thiếu nghiêm túc khi ngồi ghế huấn luyện viên rap Việt suốt thời gian vừa qua. Đông đảo khán giả cho rằng sự ngây ngô, hài hước của Quá Quý giúp chương trình có thêm điểm nhấn và không có lý do gì để ghét anh cả. Tuy nhiên, cũng có một số ít netizen có ý kiến ngược lại khi cho rằng khi còn trẻ, Quá Quý đã từng chững chạc và nghiêm túc, truyền cảm hứng đến như vậy nhưng lại trái ngược hoàn toàn với thời điểm hiện tại. Trong một chia sẻ gần đây, khi đã trở thành nhân vật được nhiều người biết đến, Quá Quý đã bày tỏ về một ước mơ to lớn hơn. Khi còn nhỏ, tôi chỉ dám mơ rằng sau này khi nhắc tới tên mình, mọi người biết thằng nhóc đó là ai. Giờ thì tôi làm được rồi khi có nhiều người biết đến. Tôi bắt đầu nuôi tham vọng lớn hơn là làm sao để nhiều khán giả trên thế giới cũng biết đến âm nhạc của thằng nhóc Quá Quý đó. Nói đến biệt danh lão đại của Quá Quý, cái tên có từ khi bài hát Một Điếu do anh sáng tác mang đậm âm hưởng Phật giáo. Qua đây còn thể hiện lên một mảng tâm hồn sâu lắng trong anh khiến người nghe có cái nhìn khác về Quá Quý và thêm yêu mến anh hơn. Đây cũng là ca khúc rất nổi bật gắn liền với tên tuổi của nam rapper, được giới trẻ ngày nay nghe đi nghe lại nhiều lần mà không chán. Không chỉ hát rap, sáng tác hay vẽ tranh, Quá Quý còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành công lớn. Có thể nói không có gì mà Quá Quý không làm được. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.